Trên đấy hay có sao? Ở trên đầu nè. Tóc rụng nhiều lắm, rụng mấy năm nay lận chứ không phải mới đây. Nó bị viêm lỗ chân lông á, lỗ chân tóc á, cho nên nó bị viêm, cho nên nó bị rụng á. Mà nay mới đi khám. Xin chào cô chú anh chị các bạn. Thì cái sữa này á là sữa bò tươi dắt từ bụng bò ra luôn các bạn. Còn cái sữa này ta dắt ra là người ta bỏ tủ lạnh liền, cho nên bây giờ nó còn lạnh luôn á. Cái chỗ này người ta nuôi nhiều bò lắm, nhiều bò sữa lắm. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái sữa này á, cái này mình mua 4 lít mà mình sẽ lấy 2 lít ra mình làm phô mai, còn 2 lít thì mình nấu uống. Uống nếu mà ai mà uống cái sữa này rồi á là không có thích uống cái sữa trong cái hộp nữa. Nấu ra nó còn bơ không à. Cái lúc mà mình lên giấc sáng khoảng 8 giờ là người ta sẽ dắt xong, hoặc là giấc chiều 5 giờ người ta sẽ dắt xong, thì mình mua cái dừa mới dắt luôn nha, nó còn ấm ấm luôn á. Mình đứng mình coi người ta dắt luôn các bạn. Mình uống cái sữa này là từ hồi mà mình còn nhỏ tới giờ á. Chỗ này nè, người ta nuôi bò từ hồi mình còn nhỏ, từ lúc mà 8.000 một lít, xong rồi lên 12.000, cái lên 15, cái lên 18, rồi giờ lên 20, bây giờ là 25.000 lít. Cái này là mình làm phô mai. Phô mai này mình coi trên mạng người ta làm nha, chứ mình cũng không biết làm đâu. Sữa này là hôm nay mình thèm quá các bạn. Mình ở nhà mình thèm sữa quá cho nên là mình kêu tiền đi mua, sẵn tiền đi rước sáo luôn. Đây là cái chén giấm mà mình sẽ chế vô đây nha. Cái sữa này nó ấm ấm rồi nè. Mình không có cái nhiệt kế á, cái mình đo cái ấm ấm thôi. Chế vô cho nó kết tủa. Chút xíu phải sẽ kết tủa lại. Cục phô mai gì đó. Mình vớt nó ra nha. Cái gì vậy? Nóng quá. Giờ thả vô lại. Của gì vậy? Thả vô làm 3-4 lần vậy á. Nhồi 3-4 lần vậy á. Nó mới, cái cục phô mai nó mới mịn. Chứ giờ nó chưa có mịn. Làm cái này giống như cái bà làm cái bánh hôm bữa á. Là cái cục heo á. Mà tính ra dễ làm mà. Nha. Làm hồi là nó mịn trơn luôn, y chang như cái cục phô mai mua vậy á. Hơi mịn vậy đó. Mình bỏ vô chừng 30 giây à.
chết luôn ạ. Mạnh hơn hả? Mạnh hơn nãy hả? Ờ, như xin gâm vậy. Này là phô mai chính hiệu rồi đó. Không có pha gì luôn, không pha cái chất gì trong nữa. Hai lít sữa. Hai lít sữa làm được nhiêu đây nè các bạn, hai cục. Cục bự cục nhỏ. Hai lít sữa nè các bạn. Làm được nhiêu đây phô mai nè. Cũng cũng cỡ như mua ở trong siêu thị, cũng cỡ như mua trong siêu thị hai miếng hai cục cỡ như đây là cũng khoảng 90.000 á. Cỡ này là mình mua hai lít sữa thì hai lít sữa 50.000. Giỏi hơn à, con trai giỏi phải giỏi vậy rồi. Nay con qua kiếm chị Vy hả? Chị Vy đi học rồi đâu có nhà con. Ủa nay thứ mấy mẹ? Thứ sáu. Thứ sáu. Cháu ngoại của cháu ngoại ông Phụng. Là con gái lớn hay là con gái nào? Con gái lớn của bà Chính á. Con gái lớn bà Chính, cháu ngoại của con gái lớn bà Chính. Phụng là chị ông Phụng, chị ông Kiều, ông Hoàng. Ông Hoàng Kiều. Ông Phụng ba đứa con gái không hả? Ba đứa con gái. Ông Phụng mẹ ông Hoàng Kiều. Mấy đứa kia có chồng có con hết rồi. Có chồng có con có cháu hết trơn rồi. Đứa nào không có cháu ngoại hết trơn rồi. Ba đứa có cháu ngoại hết trơn. Ủa con cái thằng này cháu ngoại hả? Cháu ngoại. Cháu ngoại ông Phụng. Cháu phụ bà Chính. Cháu có cháu phụ gì á. Cháu phụ. Mấy đứa nó hình như nhỏ nhỏ con phải không? Bự con à, Phụng cũng bự à. Không phải con Phụng á. Con Phụng thì cũng chẳng tiền vậy á. Nhỏ con cái gì nữa. Ừ. Con Phụng cũng chẳng tiền. Thằng này ở với bà ngoại. Không ở với nội. Chồng Phụng bận gì hết. Con Phụng không vừa. Bấm vừa đi bấm cá. Ông nội nhớ này, ông ngoại thằng này nè, phải không Nhật. Vậy ông ngoại con đâu rồi? Ông nhà ngủ. Nhà ngủ hả? Sao bữa nay con được về sớm vậy? Bình thường đi học tới chiều mà. Con bữa nay con cho về 9 giờ. Sao nay con cho về sớm vậy? Không biết. Không biết sao nữa phải không? Nhưng mà cái vị mà không có vị nhà. Ủa cái giá đâu rồi? Này bỏ sữa, bỏ thêm miếng đường vô ngót ngót. Đừng bỏ tủ lạnh nữa. Cái sữa này người ta dặn là chỉ có hơi lăn tăn là tắt bếp được rồi, đừng để cho nó sôi quá. Bữa nay có cụ Sáu xuống chơi cái sẵn cái mình làm mấy cái món mà mấy cái món này chắc là nói chung là nó cũng không có gì lạ nhưng mà nó chắc cô Sáu nào gì cô Sáu chưa có ăn. Mình mua mì ý nè, mình mua cái bánh pizza nhưng mà cái đế bánh thôi mình tự làm mình làm rồi khoai tây chiên để chút xíu rủ cô Sáu ăn. Nhà mình Vy nó thích ăn khoai tây chiên dữ lắm nhưng mà mình phải mua cái khoai tây đông lạnh như vậy sẵn á các bạn. Vậy nè thì chiên ra nó mới giống tiệm nha, chứ còn nếu mà mình tự mình làm nó không giống, mình tự mình sắt cộng khoai tây ra nó không giống.
Vi đi học rồi tối mới về. Ở nhà cho nó ăn sao. Ăn khoai tây chiên không? Chút xíu chị ba làm cho con ăn nha. Đây là cái đế bánh. Được hai cái bánh lận. Rửa tay hả? Rửa nó biết rửa tay trước rồi đó. Hồi xưa là mình làm cái này nè các bạn, mình sắp á, máy nó cắt xong rồi mình sắp vô cái mình cân á, mình đóng vô cái hộp á. Chỉ có cái khoai tây mà mình mua người ta bán sẵn ở trong siêu thị vậy nè, là nó ăn nó giống như KFC, chứ còn không á, ăn nó không có giống, mình tự làm ăn không giống. Làm chiên nó bị bở luôn, nó mềm. Nướng bằng chảo chứ mình không có cái lò nướng các bạn. Mình làm bằng chảo nhưng mà nó cũng chín. Các bạn ơi, mình nói cái này ăn sống được mà ăn tiền nó không tin các bạn. Cái đề con này nè, ăn sống được nè. Tại vì thực ra là nó đã chín rồi. Cái này nè, nó đã chín rồi á, chứ không phải là sống đâu, nó đã xong khói cho chín rồi. Không biết làm sao á, nhưng mà cái đúng rồi, bỏ vô tủ đông á, cho nên là nhìn cái mỡ nó trắng như vậy tưởng đâu là nó còn sống, nhưng mà thật ra là nó chín rồi. Tại vì hồi xưa mình làm cái này á, cho nên mình biết là cái này nó chín chứ nó không có sống. Tại vì biết sao không, hồi đó ăn vụng á, cái lúc mà còn vậy nè, đói quá chịu không nổi thì phải ăn vụng cái này, chứ đâu có ăn dụng cái này nè, cho nên là mình biết cái chính. Ngon quá ha, thơm ghê luôn á. Có một loại cây đặc biệt để làm cái này nè, để lấy cái mùi thơm của cái cây đó.
Cái này mình không có thích khô quá ăn nó cứng á, không có ngon nữa. Mình sẽ làm hơi hơi, vừa chín nè, vừa hơi vàng chút là được rồi. Cái mai mozzarella. Đây là giấm với đường. Mà giấm này nó không chua hôn. Hồi nãy cô Sáu xuống, cô Sáu có đem mấy cái bưởi, chút xíu mình bỏ bưởi vô ăn salad luôn kìa. Đây táo xanh này nó chua lắm các bạn. Cho nên là bỏ vô salad ăn luôn. Đây là bưởi cô Sáu đem xuống luôn nha. Cô Sáu đem xuống 4 cái bưởi. Đây này còn một túi đây nè. Nãy mẹ mới gọt một trái ăn vậy đó. Cô Sáu có bưởi cái sách xuống, có chuối cái sách xuống, nhưng mà nhà mình cũng có bưởi, nhưng mà cái cô Sáu có bưởi cái cô Sáu sách xuống cho vậy đó. Có lý không, ngon quá. Bánh mì dày chín luôn à, để lấy ăn luôn. Không biết nhiều không à. À được bịch với sốt kèm với thịt xông khói. Cái này tiện quá ha. Đổ ra một cái gan. Chứ hả nội mà mình luộc mì, mình làm cái này làm cái kia, mình làm sốt nó lâu dữ lắm, nó cực lắm các bạn. Nóng lên là ăn. Sao gấp được không? Lấy cái dĩa thọc vô. Ừ, đúng rồi. Có lấy không? Ừ. Đó, kéo cắt kìa đó. Cái dĩa salad này nhìn hấp dẫn ghê luôn các bạn ơi. Khoai tây chia. Bánh pizza. Bánh này mình muốn chiên bằng chảo là mình phải chiên lửa nhỏ mà cả nửa tiếng đồng hồ luôn nha, nó mới ngon nha, chứ áp mà là nó không ngon. Xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với gia đình mình nha. Giờ ăn cái gì trước đây? Để con lấy cho cô Sáu miếng mì nha, ăn thử. Cái này con làm cho mỗi hướng chút chút mà cho ăn thử à. Giờ con ăn gì, con ăn này không? Con
ăn dùng một cái gì mà bịch 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 ở trong đó vậy ha. Dạ con mua mấy cái này nè cô Sáu. Oh. Mẹ. Này cô Sáu, ăn thử đi. Ăn mì nữa không mẹ? Hả? Ăn mì không? Hả? Không có cay, không có cay. Nóng chứ nó cay. Vi thích ăn cái này lắm. Xin mời cả nhà nha. Xin mời cả nhà. Ăn tự nhiên của Sáu, ăn được không của Sáu? Cái mì này ăn được không? Ăn lạ lạ phải không? Cái này là cái sốt lạ kem trứng. Nó ta làm cái sốt kiểu kem á, người ta làm nó giống như phô mai vậy, nó béo béo sữa trong đây nè. Để em thử một cái à. Sữa ăn nó béo béo, nó ngán ngán. Mì này ngon ghê luôn. Người ta làm sẵn mẹ. Sữa. Má bánh gì? Người ta làm sẵn. Bây giờ ăn cái gì? Cái dây nè. Nè thấy không mẹ? Ờ. Cứ thấy ăn cái này thử nha. Để một lát nó nguội á. Nó nguội á không ngon. Nóng rồi. Để lát nó nguội ăn không ngon vậy con ăn trước. Ăn cái này cũng giòn ha. Nóng quá nhiệt ơi. Nóng không? Cái này nè. Cái pizza hả? Cái này nè. Dám ăn cục bột gạo. Hôm mai hả? Dám ăn cục bột gạo mà nó có hôm sữa. Bột gạo thứ mới dắt á. Ủa thằng chị ba làm hả? À. Nãy chị tưởng mua không? Không, có cái này là con làm. Cái bánh pizza này là con. Cái đế là mua. Vậy hả? Cái thịt là mua. Nhưng mà cái phô mai là con làm. Hôm mai là nãy mua sữa bò gì làm á. Gắp cho con Sáu rồi để nguội. Chỉ nguội nha, không ngon. Cái bánh nó giòn vậy á. Em thử cho biết coi sao. Miếng bự dữ vậy. Dạ, miếng ăn với bánh mì vậy á. Cái này giống cái mì sốt kem này giống như cái bữa mình đi ăn đâu mà. Ừ. Ở bên Cumin đó nhá. Những cái này nè. Vừa hóc nữa. Khỏe không? Nhìn em ấy. Anh đốt. Vậy thức cây mình ngon ghê. Ừ. Mình, nhưng mà mình về mình làm không có giống như người ta. Làm không có ngon. Mì hơi lạc mà chắc người ta ăn vừa. Cái này mình ăn chắc thịt xương tương ớt quá. Cái nào? Cái mì á. Cái mì này của Sáu ăn được không của Sáu? Được không? Cái cải hay cái gì vậy? Cái này salad. Lá cải, cải hay sao? Cải á, hồi nãy. Cái này ăn với cải hay sao? Dạ. Cô Sáu ăn chung á. Không mà cái này con bỏ thêm táo với bưởi. Bưởi nãy rồi Sáu làm xuống á. Ừ.
Cái này là thịt xông khói. Con mày không? Không có ăn này không? Ăn nha. Nhầm thịt ta chèo. Nít lắm, nó phái ăn bạch tây chiên. Nít ở đâu cũng vậy. Kỳ thiệt á. Dễ ăn. Ok, hồi nãy cái bịch này là tao bán ở trong siêu thị là nhiêu? Cái bịch gì? Bịch này hả? Mỹ lắm. Không nhớ. Khoai tây này chấm cái tương ớt ngạn của nó. Lát ăn được hả mua sắp. Lấy thêm bữa ăn nè. Cái bơm á. Con bỏ tái bơm vô. Cái này có giống hả? Rồi giống. Mà nó bóc. Ủa vậy nó gấp. Gấp giỏi vậy hả chị? Gấp giỏi à. Có bữa ăn ngon ghê á. Cái giấm này nhưng mà nhắm giấm nhà làm mà nó không có chua hông. Dễ ăn lắm. Nó không chua hông. Ông ngoại nó chạy xe về. Tới đây té, lật chiếc xe luôn, nằm luôn. Thì nó té luôn hả? Chỉnh. Nó nhảy lên xuống được hay gì á. Cái sao không? Cái ngoại nó đẩy xe lên cái gì vậy? Kêu mấy gác tiền chấm xuống có dựng xe đó luôn, vô nhà nằm ngủ luôn à. Sỉnh là gì? Sỉnh dục xe luôn à. Hơi là té ở trước cửa á. Té ngoài đường rồi nằm ngoài đường luôn à. Tới nữa là hết cái quất rồi. Hồi đó thấy kêu nó đẩy lên rồi, thấy hai ông cháu mà đẩy cũng không nổi. Người kinh ông ngoại vô nhà hả con? Hả à, đi vô cái bên vậy. Người cái xe. Xe để đó luôn. Dạ, có lắm hả? Xe để đó luôn hả? Con ăn ngay. Ăn Nhật. Ăn khoai tây hả? Mẹ. Nửa cái nữa đi. Lấy kéo cho mẹ ăn nửa chưa phần nữa rồi. Lấy kéo lại hả? Để vàng đây. Ngồi để ba ngay. Mẹ không ăn à? Ta ngán rồi. Mẹ ăn này nè. Mẹ ăn này nè mẹ. Rồi, miếng nữa người chiên nữa miếng ăn á. Ăn nó hết luôn. Nhận con thịt này không? Mấy món này là bên nước ngoài ta ăn vậy nè cô Thảo. Miếng này là thịt xông khói nè. Chị Thảo ăn đi. Thôi em không ăn em nhé. Bên nước ngoài ta ăn vậy khô quá ha. Khô quá. Nó không có nước hả? Sao? Tính ra phô mai ba làm cũng ngon chứ. Nó nói là nó dai dai, nó nghe nó có mùi bò thôi chứ không béo. Còn cái phô mai mịn cô bên nói là tết mẹ nó về thấy mùi ngáy rồi nó. Cái mùi áo mới hả nhỉ? Út nói là không làm qua tết nè. Làm tết luôn chắc cái vậy bữa sáng quần áo gần cửa đi á. Nghiệp nãy chơi sao té dơ đồ chạy về thay đồ chạy qua. Nhà vô ở nhà với bà ngoại hỏi bà ngoại tắm có chà sạc giờ sạc cẩm đúng không không? Tự tắm mà phải không con? Bà ngoại đấy ở đây chừng nào bà ngoại về bà ngoại rước bà ngoại về nhà. Ngoài kêu mới về. Có tôi ra ngoài. Cái đêm mình dịch mình dài quá. Sao mới về? Về mấy về vậy? Về trái bậy. Không, mới về. Dạ, mới về á. Mới về á. Dạ. Ăn tương nữa không con? Tương cà nữa không? Vậy ra lấy ra. Ăn ớt nè. Con tương ớt này cây gọc ăn cay. Nít mà cay tương ớt gì? Nói hả? Nói chưa?
Thôi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video của mình. Mình xin chúc các bạn có một ngày thiệt là vui vẻ. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.